Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Monitor arm hay tay đỡ màn hình là một trong những phụ kiện rất tiện lợi có thể khắc phục được những cái điểm yếu của chân đế màn hình có sẵn hoặc là cải tiến sang để sử dụng những cái góc mới mẻ hơn. Một số những mẫu màn hình đặc biệt thì sẽ có sẵn tay arm đi theo kèm. Thế nhưng đấy là một trong những cái thiểu số thôi. Còn đa số những cái mẫu màn hình bình thường thì sẽ theo kèm những cái chân đế để anh em có thể đặt ở trên bàn. Và nếu như anh em mà muốn sử dụng cái monitor arm thì bắt buộc sẽ phải mua tay arm rồi. Và giống như những cái tay của con người thì ở đây mình đang có một trong những cái sản phẩm rất là hay, đó chính là Human Motion. Những cái điểm lợi, những cái điểm đặc biệt mà khi mà anh em sử dụng mà có thể thấy ngay được, đó chính là khi mà anh em trang bị một cái tay arm đủ tốt thì hoàn toàn có thể thực hiện được những cái thao tác thay đổi cái góc sử dụng cực kỳ tiện lợi. Điều mà anh em cần phải nhấc cả màn hình lên nếu như anh em nào mà vẫn sử dụng những cái chân đế thông thường. Mức giá cũng là điều mà anh em phải quan tâm. Mỗi mức giá sẽ cho những cái sản phẩm khác biệt và những cái trải nghiệm khác biệt. Mình ở đây đang sử dụng một tay arm đến từ Human Motion sẽ có mức giá là 700.000 đồng. Mức giá khá là tốt ở trong cái tầm tiền. Nếu mà xét trên cái khía cạnh là dưới 1 triệu đồng thì dĩ nhiên với cái mức giá bỏ ra như vậy thì anh em sẽ nhận được một cái tay arm có thiết kế rất đẹp. Hình thức bên ngoài là cực kỳ bắt mắt với tông màu chủ đạo là màu xám kèm theo là màu trắng. Khả năng hoàn thiện với các khớp nối là cực kỳ tốt, không có hiện tượng ọ bẹp, và khi lắp vào chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khớp nối để có thể chuyển động. Thì về các chất liệu cấu tạo của cái tay arm này thì cái phần bọc ngoài thì dĩ nhiên vẫn cần phải được bọc bằng nhựa để có thể đảm bảo được sự đẹp đẽ của sản phẩm và in những thông số lên được dễ dàng hơn. Còn về cái khung đỡ ở bên trong đây thì được làm bằng nhôm nguyên khối, đó cực kỳ tiện lợi để sử dụng chắc chắn. Thì khi mà anh em lắp đặt và sử dụng thì cái cánh tay arm Human Motion T6 Pro thì có thể nâng được từ 2 đến 9 kg và cái màn hình hỗ trợ tối đa là 32 inch. Thế nhưng để có thể đảm bảo được cái trải nghiệm mà tốt nhất thì mình khuyên anh em nên sử dụng những cái mẫu màn hình có kích thước phù hợp. To quá gắn vào thì vẫn được thôi. Thế nhưng khi mà anh em cần trải nghiệm một cái tốt nhất thì mẫu màn hình to thì khi mà đấy sẽ gây cái áp lực lên những cái khớp nối, thì nếu mà to quá thì cũng sẽ khá là khó để anh em có thể chuyển động đấy. Về cách lắp đặt thì sẽ tổng cộng là 2 cách: bắt trực tiếp vào mặt bàn hoặc là anh em bắn ốc xuyên bàn. Thì việc xuyên bàn thì khá là đơn giản rồi, anh em nào mà có khoan sẵn này mà khi sử dụng mà lắp lên sẽ cực kỳ chắc chắn. Thế nhưng khi mà chúng ta bắt vào cạnh bàn đấy thì anh em cần quan tâm đến độ dày và diện tích tiếp xúc cần phải đảm bảo ở mức cao nhất, tránh những trường hợp là diện tích tiếp xúc quá ít và thiếu chính xác khi mà chúng ta sử dụng. Thì sau khi lắp đặt mọi thứ xong thì anh em có thể đi dây điện gọn gàng thông qua tay arm để có thể giúp cái góc làm việc được gọn gàng hơn. Điều cuối cùng đó chính là anh em cần siết ốc chỉnh lực cho các bộ phận khớp nối để đảm bảo cho nhu cầu sử dụng là anh em muốn sử dụng nặng hay nhẹ. Và đó là những điều thú vị và những lợi ích khi mà anh em sử dụng tay arm màn hình rời. Và nếu như anh em quan tâm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau.